Kính thưa quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch năm 2019, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch. Thì ngày hôm nay chúng tôi đang hoàn thiện được là cũng một loạt các lọ lọc bình cao 1m6, 1m7 và 1m8. Thì nhân tiện đây chúng tôi báo giá luôn là cao lọc bình lục tứ quý như trên hình đây là 1m8, đây là 21 triệu giá tại cửa hàng. Chính xác là 1m77 và đường kính là khoảng 50, 49 đến 50. 51. Chắc là 50 thôi, chứ 49 50. Thế còn thì nếu 1m7 mà cùng cái kiểu dáng như vậy thì là giá 19.500. 1m6 là 17 triệu. Và những cái hàng này á là chúng tôi đã để mộc qua hơn một năm, đã khô kiệt rồi vì chúng tôi làm rỗng ở trong, cho nên nó khô cả trong cả ngoài. Nó khô đến mức độ là nó đã phải có một số cái nứt răm nhỏ nhỏ. Và giờ đây chúng tôi đã sửa lại và đã sơn kín rồi. Và cái hàng này chúng tôi bảo hành là không bao giờ bị mốc hoặc là bị nứt. Tức là nó không bị nứt toác đấy. Có thể nứt răm một tí tẹo, nhưng mà cái nứt toác mà toác vỡ ra là không có chuyện đấy. Nếu vỡ toác ra là chúng tôi sẽ, dù bao năm chúng tôi đều đồng ý là sẽ đổi cho quý khách, chứ không phải là sửa lại. Bởi vì cái mặt hàng này nó không thể vỡ được, không thể vỡ toác ra được, vì nó rỗng ở trong. Còn nếu như nó đặc thì nó rất có thể xảy ra trường hợp là bị, vì bên trong ướt và bên ngoài nó khô. Đây quý vị nhìn này, nó rỗng không từ trên dưới này. Đấy, như cái đồ bình quý vị vừa xem thì đôi đấy là 30 triệu. Bởi vì nó cao 1m77, đục tứ quý nhưng mà đục kênh bong, đục như một bức tranh luôn. Cái công đục nó quá nhiều. Khi công đục quá nhiều thì cái công hoàn thiện đánh giáp và sơn nó cũng sẽ tốn theo. Đấy, như mặt hàng này là đục tứ quý tùng cúc trúc mai nhưng mà làm hai khoang. Đây là cái mẫu mà mọi người là ưa chuộng nhất, chỉ tội là hơi tốn kém thôi. Để tay bác Duyên nhá, lưu ý chỗ tay bác Duyên nhá. Và đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Và xin quý vị liên lạc với tôi theo số điện thoại trên màn hình 0984666999 hoặc 0967666111. Còn giờ đây chúng tôi tiếp tục là mang cái bộ trường chỉ từ trên xe xuống. Ở đây thì chúng tôi xưởng sơn để riêng một chỗ, cho nên là đấy, đây như bộ trường chỉ này, đây là bằng gỗ lim vân rất đẹp, đây là 27 triệu trường chỉ TK1. Tạm biệt quý vị tại đây.